Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. thì à, hôm nay ở clip à, bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình à, một cái à, dòng dendro dendro à, mình à, chủ yếu là chơi thân lá là chính. Tại sao em nói vậy? Tại vì cái thân lá của nó là thân lá biên các cô chú anh chị. À, hoa cũng đẹp, Nhưng mà đa phần á, là ai cũng mê cái cây này là mê cái cái dàn à, lá thôi bộ lá à, còn cái hoa này hoa này thì nó à, là một cái hoa thường thôi các cô chú anh chị nó là cây à, nếu mà đông trong đen rô đen rô nắng thì nó là cây rồng xanh đó à, rồng xanh đó các cô chú anh chị Rồi, hoa ra một lần là thấy à, cưng lắm các cô chú anh chị à, thấy chưa à, đây là một cái tác phẩm của một người bạn ở à, sóc trăng tác phẩm của một người bạn nuôi rất là đỉnh các cô chú anh chị à, nuôi rất là đỉnh Đây, các cô chú anh chị mình nhìn lại cái cái, cái dạng thân lá của nó à, Cực kỳ đẹp nha các cô chú anh chị à, Tên của nó là thanh long các cô chú anh chị Thanh long Tên của nó là thanh long Thanh long tức là cây này là cây lá biên nha các cô chú anh chị Cây này là cây lá biên Chút xíu nữa ở cái cây thực tế em sẽ giới thiệu cho các cô chú anh chị mình Một cái cây lá gọi là lá phát tài luôn Đây là cây, cây, cây uh, lá biên Đây chỉ là cây lá biên thôi nha các cô chú anh chị Thân lá rất là đẹp thì hoa này nó chính là hoa của cây rồng xanh của đen đô nắng đó các cô chú anh chị nhưng mà do nó đột biến đột biến thì nó được đặt tên cây này rất đẹp nha các cô chú anh chị số điện thoại của hoa lan quang minh là 0908 846 804 địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố tân an long an Rồi, bây giờ bây giờ bây giờ mình vô hình cây thực tế các cô chú anh chị thanh long lá biên À, bữa nay em có thanh long lá phát tài luôn à, do là em làm uh, clip nãy em làm số trước rồi nên là là bây giờ em đẩy cái cây phát tài nó nằm xuống cuối clip rồi đây, đây. Nghe cây phát tài đây là cây lá phát tài nè các cô chú anh chị tức là cái cây lá phát tài tức là cái lá cái lá của nó nè đó. Đó. cái lá của nó là là vừa sọc xanh vừa sọc uh, sọc vàng luôn đó gọi là mày gọi là lá phát tài còn như như thế này đây gọi là lá nó chỉ là lá biên thôi các cô chú anh chị nó biên vàng thôi rồi bây giờ bây giờ à, em à, vô hình cây thực tế nè à, đây đầu tiên đây là mã số 1 này các cô chú anh chị mã số 1 này có giá là 900k để chung cây này đứng ngọn rồi muốn giống ra bông quá đây cái này là lá 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 biên nha các cô chú anh chị nè. Dòng cái dàn lá biên của nó đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Đây. À, cộng đầu luôn, cộng đầu là rễ rồi là ngon lành. Này cái này mới mới tách chậu nha các cô chú anh chị. Mới tách chậu. Em đo các cô chú anh chị mình xem. Tính mua cái thước này cho nó không hư ai về đâu nó 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 nó, nó chạy mấy cái mực cái ráo trơn rồi, nó trồi mấy cái mực. Đây, các cô chú anh chị cái cây này là được 20 28 xăng đó các cô chú anh chị. 28 xăng. 28 xăng đó, đẹp nha các cô chú anh chị. Đó, như ngón tay vậy mà cỡ ngón tay vậy mà Đó, thần lá ok ha, 900k. 900k mã số 1. Rồi. Tiếp tục là mã số 2 các cô chú anh chị. Mã số 2 nói chung mã số 2 đây cũng y như vậy nhưng mà nó ngắn hơn thôi mã số 2 700k nói chung em bán giá tốt nhất có thể để các cô chú anh chị mình mình sưu tầm đây cái cộng này là được 22 xăng rồi nè các cô chú anh chị 22 xăng Ờ cái này là tốt lắm luôn rồi à, các cô chú anh chị nè, rễ nè. Cái này chắc khoảng lát nữa em trồng luôn, em trồng luôn cho cây nó bám rễ liền luôn. Rễ nó không có bị hư. Tại khi mà mình mình bỏ mình, mình 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 tách ra mình bỏ, bỏ ra ngoài á, thì cây nó rễ nó sẽ bị hư. Đó. Còn mà mình trồng liền là rễ đó nó sẽ đi luôn, nó không bị chọc. Rồi, tiếp tục là mã số 3 nè các cô chú anh chị. Mã số 3 này cũng là 700k, 700k. Đây mắt mũi là còn nguyên hết đó, để là ngon lành cành đào còn cái chiều dài cái chiều dài là 20 cái cộng này cộng này 22 xăng luôn các cô chú anh chị 22 xăng các cô chú anh chị ơi Đây. số 2 số 3 là dường như hai cộng này nó như nhau anh giống nhau đây mã số 4 là mã tiếp theo 600k ngắn hơn chút thì tiền nhỏ hơn chút đó, mắt mũi là vẫn đầy đủ bình thường bình thường nha các cô chú anh chị à, cái này lá nó hơi lỗi khúc đầu chút xíu nhưng mà không sao không sao các cô chú anh chị đây 18 xăng à, cái 18 xăng nhiều khi em quay mà cái... miệng thì nói mà mà cái 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 máy thì nó quay nhiều khi nó không ngay cái, cái thước mà các cô chú anh chị mình cứ tin em, em đọc như là nó nhiều á đó, à, vậy là 4, mã số 4 rồi. Bây giờ qua mã số 5 nè các cô chú anh chị. Mã số 5. Mã số 5 này là 900k các cô chú anh chị. Mã số 5, mã số 5, cái cộng này nó đang bị mất sức. Tức là do cái bữa đem về là cái lá này nó hơi bị dập. Đó, nó hơi bị gặp nè các cô chú anh chị. Rồi, đây là cái chậu mã số số 5 này các cô chú anh chị. Cái cây này là em mới nhập về. Cái cây này nó là cọng đầu. Nhưng mà do là là mấy bữa nay nắng quá nên là cây nó hơi bị mất sức. À, lá biền đẹp. Cọng đầu luôn nhưng mà do nó mất sức nha các cô chú anh chị. Đây. Cái cọng này cũng không vừa đâu. 30 xăng này các cô chú anh chị. 30 xăng À do nó hơi mất sức chút xíu. Là, là, là em em bán bằng với cái mã số 1 luôn nè rễ là đang ra luôn nè các cô chú anh chị để nó đang nó đang ra trả lại luôn à. Rồi, lỗi cái lá nó ngọn mình đó chút xíu nha nhưng mà không sao nha các cô chú anh chị bình thường à. đây mã số tiếp theo là mã số 6 nè mã số 6 mã số 6 này cũng 900k à, 900k luôn đây cũng là cộng đầu còn đã đi ngọn cộng này thì ngon đó, để đang khúng luôn ở nha các cô chú anh chị cái này được 26 xăng này các cô chú anh chị 26 xăng 26 xăng hai cái này là nó nằm chung một uh, nguồn hàng về nè. rễ nó đang ra nè các cô chú anh chị để. mầm gốc cũng đang chuẩn bị lên mà hả mầm gốc lên chắc cái cây này nó đứng ngọn để. cây này trồng ở chơi đảm ở chế độ là thiếu thiếu nắng nên là cái lá nó rất là xanh Hơi yếu nắng Đó 900k luôn nha Các cô chú anh chị à. Lá mướt lắm Các cô chú anh chị Rồi à, Tiếp theo Tiếp theo Đây là cây mã số cuối cùng nè Các cô chú anh chị Mã số 7 Đây là cây lá phát tài nè Đó mồng cốc đang lên mầm gốc đang lên này các cô chú anh chị bên đây là mầm gốc cũng đang lên đó hai mầm gốc đang lên à, cây này là cây phát tài nè để em quay sát hai hai cây cho các cô chú anh chị mình nè phát tài là cái lá nó sọc uh, luôn ở mấy trong nha các cô chú anh chị nè còn cái lá biên đây cái lá biên nó chỉ có cái biên uh, cái biên lá thôi nó không có cái sọc ở trong nè này, sọc trong nhưng mà phát tài thì lá nó uh, lá nó đẹp hơn nhưng mà thì nó chính vì nó đẹp hơn Nên là cái giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều Nè, 2.500k 2.500k các cô chú anh chị Giá nó mắc nha các cô chú anh chị Nè, 16cm Đó, 16cm 16cm Cái cộng phát tài Mà số 7 này là uh, 2.500k Bông thì nó như nhau nha các cô chú anh chị, bông thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà do nó đột biến lá nên là cái lá nó sẽ mức độ đẹp nó khác nhau, mà hả đẹp khác nhau thì tiền nó cũng khác nhau luôn. Đó. Như vậy là vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 6 cái mã số à của Thanh Long à, lá biên và một mã số của Thanh Long phát tài. À Thanh Long phát tài thì cô chú anh chị nào mình chưa có cái mặt hoa này à, chưa có cái loại thân lá này ở trong cái bộ sưu tập hoa của mình thì mình nhanh tay sưu tầm nha các cô chú anh chị à, xin nhắc lại là số điện thoại của hoa lan quang minh là 0908 846 804 địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố tân an long an À, cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở clip sau.